cư sĩ Giang Dị Nông ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cho người xuất gia chúng ta một kiến nghị. Hy vọng người xuất gia thảy đều hồi phục chế độ khất thực, Phật Pháp liền sẽ hưng dường. Khất thực không nên sợ xin không được. Xin không được, Phật Bồ Tát sẽ thị hiện đến cúng dường bạn. Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, các vị xem thấy. Hư Dân Lão Hòa Thượng lúc đó bái sơn, ba bước một lại. Khi đi đến núi sâu, không có một bóng người, bị bệnh đói khát, nước cũng không tìm được để uống. Ngay giữa lúc này, lúc khó khăn thì Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát Văn Thù thị hiện thành một người ăn mày. Gặp được Ngài trên đường, nhìn thấy Ngài không có nước uống, chính Bồ Tát ban nước uống cúng dường cho Ngài. Cúng dường luôn cơm đã xin được của mình cho Ngài, chia cho Ngài ăn. Tự nhiên có Phật Bồ Tát chăm sóc. Vì vậy, nước chỉ cần hết khát là đủ rồi, cơm chỉ cần trừ đói là đủ rồi, không cần cầu kỳ. Cầu kỳ liền khởi tâm tham, nhất định phải ăn như thế này, phải ăn như thế nọ. Thế là bạn lại có phân biệt, lại có chấp trước, lại có vọng tưởng rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức hiện tiền ngay. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật Bồ Tát. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền đọa lạc ngay. Cái ý niệm Phật Bồ Tát mới vừa khởi, niệm thứ hai lập tức đọa lạc rồi, cho nên không dùng được. Chúng ta phải đề cao cảnh giác ở ngay chỗ này, luôn luôn đề cao cảnh giác, đề cao cảnh giác mọi nơi, mỗi niệm đề cao cảnh giác, thì chúng ta một đời này mới có hy vọng. Từng giây từng phút phải nhớ kỹ, nhìn thấu buông xả. Cái tâm đó vừa động niệm, muốn nghĩ thế này thế kia, chúng ta lại không có nhìn thấu, lại không buông bỏ được. Nhìn không thấu, buông không được thì vĩnh viễn ở ngoài cửa Phật, chưa vào cửa, chưa nhập môn. Cho nên niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh vẫn phải cần nhìn thấu buông xả, thật thà niệm Phật, thì người này mới có thể thật sự giảng sanh. Niệm niệm vì người khác, dứt khoát không nên có một niệm gì bản thân. Bản thân niệm niệm phải làm tấm gương tốt cho người khác.